Hà Nội tăng cường kiểm tra việc bán trang thiết bị y tế phòng, chống dịch theo đúng giá niêm yết. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn số 633 gạch chéo UBND gạch ngang KGVX về việc triển khai thực hiện công điện. Số 286 gạch chéo CD gạch ngang BIT ngày mùng 3 tháng 3 của Bộ Y tế về bảo đảm cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, gửi Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và Cục Quản lý Thị trường Hà Nội. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Cục Quản lý Thị trường Hà Nội tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, đồng thời kiểm tra và ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường để đầu cơ, găm hàng, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán các trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 bất hợp lý, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm nếu có. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Y tế chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan đăng tải giá trúng thầu bộ xét nghiệm SARS-CoV-2, danh sách số lưu hành, giấy phép nhập khẩu trang y tế bị thu hồi trên cổng thông tin điện tử của thành phố và các cơ quan truyền thông của thành phố. Đồng thời, Sở Y tế cũng chỉ đạo các bệnh viện, trạm y tế, nhà thuốc, cơ sở bán lẻ thực hiện việc niêm yết giá bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 đảm bảo chất lượng cung ứng sản phẩm cho người dân và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm nếu có. Đối với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác quản lý về y tế nhà nước trên địa bàn, để mạnh tuyên truyền các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh dược và người dân trong việc mua bán, sử dụng kích test xét nghiệm và thuốc điều trị COVID-19. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc, việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết nhằm phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động mua, bán kích test xét nghiệm chẩn đoán thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc giả, nhập lậu, có hành vi đầu cơ, tích trữ, lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán bất hợp lý. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí thành phố đăng tải giá trúng thầu bộ xét nghiệm SARS-CoV-2, danh sách số lưu hành, giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế bị thu hồi trên cổng thông tin điện tử của thành phố và các cơ quan truyền thông của thành phố, văn bản nêu rõ. Bước 1, truy cập vào trang https 2 gạch chéo gạch chéo pc covid gov vn hoặc tải trực tiếp từ app store hay ch play bước 2. sau khi tải về ứng dụng sẽ yêu cầu nhập số điện thoại để nhận mã otp kích hoạt nếu chưa mở bluetooth hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật bluetooth hoặc vào cài đặt chọn bluetooth và bật lên bước 3. sau khi cài đặt xong bấm quét xung quanh nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét đã sử dụng pc covid ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc. Khai báo y tế khi có các dấu hiệu như ho, sốt, mất vị giác hoặc có liên quan, tiếp xúc người nghi nhiễm COVID-19, luôn luôn quét mã QR nơi bạn đến.